Lúc 16 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2024, mưa dông kèm với lốc xoáy tàn phá vùng đất ở An Giang và thiệt hại nặng nhất là ở xã Cần Đăng, làm thiệt hại 6 căn nhà, trong đó có tốc mái và hư hại hoàn toàn một căn nhà. Và mời cô chú anh chị cùng với em đến nơi để chúng ta xem lốc xoáy càn quét ở tại xã Cần Đăng, địa phận của An Giang như thế nào. Và hiện tại thì cơn lốc này rất là mạnh và rất là hung dữ, đã tàn phá những căn nhà ở tại nơi đây. Giờ đây thì đây là chúng ta gần tâm điểm của lốc xoáy của chú anh chị. Và hiện tại cơn xoáy này giống như là một cái vòi rồng, cho nên là chúng ta không có nên tiếp cận gần ha. Và em chỉ ở xa và zoom lại để gửi đến quý cô chú anh chị ha. Và những cái cây ở đây nè, và những cái đó nó đang ấy đó cô chú anh chị. Chúng ta đang cách vị trí của cái tâm xoáy là khoảng 10 km, mà cái diện rộng và cái diện xoáy nó mạnh cỡ đó đó cô chú anh chị. Nếu mà lại gần nữa thì chúng ta không biết là như thế nào ha. Vì tí nữa thì chúng ta sẽ đến xã Cần Đăng, nơi vị trí đang, và đặc biệt hơn tại vị trí tâm xoáy mà khi mà đi qua những cái ao vuông nuôi cá của các hộ dân thì cá chết đầy mương luôn của chú anh chị. Và sự việc đó thì chút tí nữa thì em sẽ cập trực cho cô chú anh chị và các bạn cùng được xem ha. Giờ đây thì chúng ta tiếp tục đến xã Cần Đăng, nơi tâm xoáy diễn ra để làm thiệt hại 6 căn nhà và những cái hầm nuôi cá tại nơi đó bị nước xoáy của cơn thịnh nộ của thiên nhiên làm cho cá chết cả một cái vuông, rất là thảm hại luôn, người dân khóc gồng luôn của chú anh chị. Mời cô chú anh chị cùng với em đến vị trí nha. Đây, sự việc xảy ra hồi nào hả chú? 4 giờ mấy, gần 5 giờ chiều. Dạ. Giật đó là gió giật hay sao chú? Gió giật có hai cái giật đất luôn. Ôi, ô dữ thằng cái tại. Cái cây vú sữa đó, hai nhánh bị ra mà nó đường cái ngọt chất. Cây liền đó mà còn... Còn chịu không nổi hả chú ha? Bứt ngang. Đọt này cũng bứt nữa nè. Ôi, ôi. Rồi vú sữa, xài này kia nó đi ráo trội ra, cây xài nó không còn nhánh luôn. Có gió sấy không chú? Thì gió sấy đó, đi cái ổng dặn cái đi ngọt chết đó. Là những cây chuối nè của chú anh chị được gió giật ngổn ngang như thế này luôn nè. Thì ông chú nói là chỉ trong vòng một khúc thôi thì 6 căn nhà ở khu vực này và cây cối đều bị ngã liệt địa như thế này. Quá khủng khiếp với cơn lốc xoáy cực mạnh ở đây nha. Đây là cây còng của cô chú anh chị, mà ngay chân cái địa điểm tâm xoáy đi qua làm cho những cái nhánh còng này nó tét và nó rơi xuống dưới sông như thế này luôn nè. Trưa ngày 7 tháng 5 năm 2024 thì tại Cần Đăng xuất hiện một cơn mưa và kèm theo gió giật và lốc xoáy khiến cho tại Cần Đăng của An Giang đã xảy ra một cơn lốc xoáy làm nhiều cây cối và nhà cửa của người dân bị tốc mái và hư hỏng nặng nề. Giờ đây thì em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em chúng ta tiến gần lại một ngôi nhà đang bị hư hỏng rất là nặng ở tại Cần Đăng. Và cô chú anh chị thấy dưới mé sông nè và những cái độc cây nè đều bị gió giật làm cho hư hỏng và rơi xuống mé sông như thế này. Và tại Cần Đăng này thì đã làm hư hỏng 3 căn nhà sập quẹo hoàn toàn và 3 căn bị tốc mái của chú anh chị. Và hầu như là những căn nhà này nó cách xa nhau, cho nên là em sẽ ghi hình 1-2 căn nhà để gửi đến quý cô chú anh chị được biết ha. Thì đây là đồ đạc của người dân và cây kèo rồi nè, người ta đã đem ra đây nè cô chú anh chị. Vì căn nhà này là hư hỏng nặng và sụp đổ hoàn toàn, cho nên là người ta đem đồ đạc ra đây. Đó, cô chú anh chị thấy cây cối rồi nè, ngổn ngang hết trơn ha. Thì em đang ghi hình tại xã Cần Đăng của An Giang nha cô chú anh chị. Đây nè, nguyên một cái nhánh vú sữa lớn như thế này mà nó sấy gãy luôn nè. Cô chú anh chị biết thì vú sữa là một loại cây rất là cứng cáp ha. Và đây nè, cái đọt như thế này nè mà lại cứng, mà lại gió sấy gãy luôn nè cô chú anh chị. Dữ dằn.
Đây, tấp qua đây. Ôi, ôi, khủng khiếp thiệt ta ơi. Cây vú sữa lớn như thế này mà nó dặn gãy luôn. Hết hồn thiệt chứ. Và đây, trước mặt cô chú anh chị, đây là một căn nhà của hộ người dân đang sinh sống ở tại nơi đây. Không còn ở được nữa cô chú anh chị. Đây là trước mặt cô chú anh chị là một cái căn nhà của hộ dân ở tại nơi đây nè. Đã không còn gì để mà sử dụng được. Quá khủng khiếp. Ôi ơi. Hầu như là không còn gì để sử dụng luôn cô chú anh chị ơi. Sàn thì sập hoàn toàn. Đó thì người ta sẽ ta sẽ đậy lại ha. Ôi ôi tội quá ta ơi. Quan sát. Đây thì mình sẽ lại gặp chủ nhà để tìm hiểu về sự việc cơn mưa ngày hôm qua như thế nào ha. Đây cô chú xem ở trên đọt cây nè. Những cái đọt còng nè đã được gió giật mạnh, rất là mạnh, thành cho ngã nghiêng hết trơn luôn. Cây cối rồi quá trời luôn. Dưới sông thì cây nè ngã liệt đẻ dưới đây. Ôi ôi, đây là chắc nhà của ông chú hay gì nè. Chạy. Ôi ôi, to nó bay ra tới đây luôn hả ông chú? Dạ, bay ra tới mé sông luôn. Ôi ôi, dữ thằng người ta. Bay tới mé sông luôn nè. Ôi ôi, con thấy dài dài từ ngoài vô chú, đâu 5-6 căn nhà gì á. Dạ. Nghe nó tốc mái không à? Tốc mái không à? Còn có nhà, con thấy nhà chú là nặng nè. Ôi ôi, sụp quẹo hết trơn à. Tanh bành hết trơn à. Mình chưa dở thưa chú. Dở nắng quá rồi nghỉ. Dạ. Sáng bây giờ mạnh rồi, nắng quá rồi giờ nghỉ. Mất mát hay lầm nữa. Dạ. Nhà này là mình ở hay để nuôi con gì không chú? Đâu có nuôi con gì đâu. Mình ở không? Dạ, gia đình mình ở nha. Cái mình nên chú ở à. Ủa rồi con cái chú ở đâu? Đi bằng xa. Đi bằng xa mới về ha. Dạ. Hay tin mới về. Dạ. Ôi ôi. Đây sự việc xảy ra hồi nào hả chú? 4 giờ mấy, gần 5 giờ chiều. Dạ. Giật đó là gió giật hay sao chú? Gió giật có hai cái giật nát luôn. Ôi ô, dữ thằng cái tại. Cái cây vú sữa đó hai nhánh bị ra mà nó đường cái ngọt chất. Cây liền đó mà còn còn chịu không nổi hả chú ha? Bứt ngang. Đọt này cũng bứt nữa nè. Ôi ôi. Rồi vú sữa xài này kia nó đi ráo trội ra cây xài nó không còn nhánh luôn. Có gió sấy không chú? Thì vô sấy đó, đi cái ông dặn cái đi ngọt chết á. Rồi cây sữa bự vậy chú, nghe có nghe gắt gắt gì không hay là đẩy cái một ngọt sớt luôn vậy đó hả? Đi cái ngọt sớt kìa, tôi ở trong nhà tới chừng mà chung ra được thì thấy nó nằm gặp mé đó. Rồi lúc sập đó là chú ình trong nhà luôn hả? Tôi ngồi trong nhà luôn, tôi sập rồi tôi mới chạy lại bên đây nè, tôi ngồi bên đây. Ôi ôi, chắc đó chắc gung chơi hả chú ha? Không, tôi cũng không có gung gì sập rồi, tôi cũng ngồi đó chịu đó, chừng nào tàn nó mưa rồi chung ra, kiếm đường chung ra. Trời ơi, tội dữ ta. Căn nhà này chú sống một mình anh hả? Rồi mấy chị đi làm ở xa hết ha? Dạ, có ngày tư, ngày Tết đi đám giỗ mẹ nó mới về. Dạ. Cơn lốc xoáy đó tới là mình gặp không chú? Hay là mình nằm đó là thấy cái ào ngang cái là xong? Mình không có biết được, nó cách mà mưa dông lên có gió tạt vô nhà. Rồi cái mình thấy ướt nhà cái mình chạy qua bên đây. Rồi ông chở gió lại cái ông quất cái ẹt nằm luôn. Trời ơi, gì đâu, chưa được một phút nữa. Thì ông chở gió bắt rồi là vừa ngừng thì gió trước ông đẩy cái nằm luôn. Dạ. Thì căn nhà này mình dỡ lại có sử dụng được
kèo không cái gì hết chú, kèo đòn tay đồ. Cũng hư chân rồi. Dạ. Ton hư hết hả? Ton thì hoàn toàn là cái nghe cái này là cái như mất trắng luôn rồi, không có còn lấy gì. Không còn lấy gì được hết. Rồi mình dự định là tháo ra rồi đầu che lại ở đỡ hả chú? Dạ. Tiền dạ, đâu cắt. Cắt lại tiền đâu dạ, cắt. Tiền cắt luôn rồi. Lấy tiền đâu cắt. Rồi mong rằng cô chú anh chị mình xem được video này có ủng hộ chú thì chú đọc số điện thoại chú lên đi. Rồi người ta bà con mình gặp thì sẽ liên hệ thẳng với chú luôn. 03 0378 511 077. À, chú tên gì chú? Nguyễn Văn Xứng. À, đó là ngôi nhà của chú Xứng nha cô chú. Thì cô chú mình có giúp đỡ chú để mà gây dựng lại căn nhà thì hãy điện thẳng với số điện thoại mà chú mới đọc á. À, gặp chú Xứng là chủ căn nhà trong 6 căn nhà ở Cần Đăng là bị tốc mái và hư hại, trong đó thì căn nhà của chú Xứng là một căn nhà bị sụp đổ và hư hoàn toàn, không còn sử dụng được gì nữa. Thì vừa qua thì chú cũng đọc lại số điện thoại của mình, thì cô chú anh chị nào thấy chú muốn giúp đỡ cho chú thì liên hệ thẳng với chú ha. Thì tại vì em ở xa đó, cũng không có tiện đến đây để mà giao cho chú, thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ thẳng với số điện thoại của chú ha. Rồi sáng là mình dỡ chập rồi hả chú? Dạ, anh em chờ sớm bạn bè lại dỡ rồi, nắng quá nắng rồi, mong về nghỉ mất mát rồi, mong lại dỡ cái nữa rồi. À, cái căn hộ ngoài đầu nè, con thấy cũng tốc mái đâu mà cũng chưa lợp lại nữa. Hư chân rồi, thiết cái vũ mớp méo chân. Mớp méo chân rồi. Rồi. Nằm ngoài đường đó, để nằm dài theo đường. Cái đó là phải mua lại khác hả chú ha? Dạ, cái đó là mua mới lại mới được. Dạ. Cái vũ mớp méo chân. Hai mái mấy trước mấy sao cũng đưa qua bên sông tốt của chồng lúa người ta. Ủa ở đây là con thấy có mình lên căn hộ chú giữa đồng vậy đấy hả? Dạ. Trời ơi. Con thấy ở bên cái xóm Nhị Tỳ cũng có một căn. Tỳ bên đây là hả? Dạ. Quả, ha? Dạ, một căn mà chỉ có tóc mái không à. Nó cũng đỡ. Rồi ở đầu lộ này cũng có một căn, mép bên kia cũng có một căn, bên kia thì lập rồi. Nghe nói bển tóc mái cũng mấy căn. Dạ mà bển lập rồi. Còn của chú là con thấy còn quá nặng. Cái này là tiêu hết rồi, đâu có còn gì nữa đâu mà. Dạ. Thì đó giờ chú từng thấy lốc xoáy làm hư hại nhiều như vậy chưa chú? Hồi đó giờ thấy mưa dông thì cái nhà cũng đâu đến nổi. Dạ. Cũng mà hồi đó giờ ở đây là dông gió cũng đâu có. Ai ngờ đâu hôm qua ông đẩy quá. Bắt cái rồi cũng quay lại trước không được, cái nằm dẹp lép luôn. Ôi ơi, trong vòng một phút đồng hồ thôi. Cây vú sữa chứ, mấy năm trước ở mưa gió rồi cũng không có nhầm đi chứ. Dạ. Cây vú sữa cái nào nó chà bá mà đẩy cái một vậy. Đẩy ngột sớt. Dạ. Nhà nào còn. Cái này cũng đi ngay gan không tránh. Rồi con xin phép chú con quay vòng vòng cho bà con xem ha. Dạ dạ. Dạ. Đây là ton nè của chú. À, toàn bay ngổ ngãng đây trên nè. Quá xá luôn rồi cô chú ơi. Cái gỗ mà bay ra tới này luôn nè. Hết biết luôn rồi. Đây giờ ở hết cái đòn tay bay ra đây luôn. Cái đòn tay mà bay ra này luôn đó. Ơi. Đòn tay từ trong nhà bay dèo ra đây. Hết hồn thiệt. Thiết nó bay lại tút lần tôi mới lôi về lần này. Là tút lần kia luôn chú lôi về đấy ha. À, giờ nó nằm ở trong đất á, nó bay xuống. Trời ơi, dữ thần người ta. Thích lo nó bay trên đất, tôi lụm đi ra dụng cơm miếng nhỏ nhất. Đây là những cái vật dụng của gia đình đang gom ra nè, của chú anh chị. Quá xá luôn rồi, đồ đạc nè. Cây dưới sông này ngổn ngang hết trơn nè. Bay dưới sông nằm cả đống. Dạ. Ở đây là những cái cây mà gia đình đem ra nè. À, cũng đem đồ ra của chú anh chị coi mình có xài được những gì còn để mà ấy lại để chỉnh sửa lại căn nhà để tạm ở thì chúng ta sẽ tái sử dụng lại ha. Và đây là những cái lương hương bàn thờ rồi nè, và nơi chú uống nước trà nè cũng tanh bành hết rồi, quá xá luôn. Đây cột kèo nè,
Đó, đây là ton nè. Che giống, che nắng cái giống nằm đỡ hả anh? Giác này nghỉ mệt nên kiếm chỗ che để ở đỡ nè. Chú anh chị thấy tội không? Đây, những vật dụng trong nhà này của chú anh chị. Quá khủng khiếp. Tan tành hết rồi cô chú ơi. Đây những thùng ngổn ngang hết. Cột rồi nè. Hầu như là căn nhà không còn gì nữa. Đây là những miếng tranh thờ nè. Ngổn ngang như thế này nè cô chú. Đó. Cô chú thấy tủ bàn ghế rồi nè. Những vật dụng trong gia đình hầu như là không còn gì nữa nha cô chú. Quá khủng khiếp. Đây một căn nè của chú anh chị bị tốc mái và hư hỏng phần mái tôn hoàn toàn nha. Thì những cây đòn tay và những cái mái tôn đó, nó bay xuống đây nè và nó được người dân gom lại cặp mé như thế này nè. Đó, và chuẩn bị sẽ lót đòn tay lại và sẽ lợp nhà lên hết cô chú anh chị. Và căn nhà phía trước của chú anh chị là phía sau dị tỳ đó của chú anh chị thì cũng bị tốc mái ha, và hư hỏng phần mái hoàn toàn. Và giờ đây thì người thân gia đình và ở sớm đến để mà lợp lại phần mái cho hộ này để mà che mưa che nắng cho kín đáo của chú anh chị. Thì nơi đây thì tại xã Cần Đăng thì đã có một cái cơn mưa và kèm với lốc sấy đi vào tâm điểm của 6 căn nhà, làm cho nhiều căn nhà bị tốc mái và một căn nhà bị sụp đổ hoàn toàn của chú anh chị, là không còn sử dụng được nữa ha. Và hiện tại thì chúng ta sẽ cập nhật những căn nhà này. Và giờ đây thì em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em đến những cái hộ dân ở đây nuôi cá. Và khi mà lốc sấy đi ngang những cái hồ cá mà người ta nuôi á, thì sẽ như thế nào ha. Và mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem tiếp video về những cái hồ cá khi cơn lốc sấy đi ngang
thì cá chết trắng cả một cái hồ luôn cô chú anh chị. Trước mắt cô chú anh chị đó là một cái ao nuôi cá mà hầu như cơn lốc xoáy đi ngang làm cho cái ao này cá nổi trắng cả một cái ao luôn nè cô chú anh chị thấy không? Là ba bốn người cùng bê xuồng đi vớt những con cá chết nổi trắng trên mặt nước luôn. Và hầu như là những chú cá này là không chịu nổi dưới cái cơn mà gió lốc xoáy xoáy ngang cái tâm điểm của cái ao. Cho nên là nơi đây người dân người ta sẽ bơi xuồng như thế này để mà đi vớt những cái con cá nổi lên nè. Cô chú anh chị thấy trên mặt nước là trắng cả một cái ao luôn. Đó dẫn đến cái thiệt hại rất là nặng nề cho người nuôi cá ở tại nơi đây. Đó, em zoom lại gần cô chú anh chị thấy là trắng trắng ní 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 là anh trên cô chú anh chị thấy không? Là cả cái mặt hồ đều bị như vậy luôn. Thì hầu như là nơi đây người ta nuôi cá thì mong rằng sẽ được trúng mùa, nhưng không ngờ thì một cái luồng lốc xoáy đã xoáy ngang cái hồ này làm cho cá nổi lên trắng cả một cái ao, dẫn đến là ba bốn người bơi xuồng và để trên xuồng mỗi xuồng là bốn cái xô. Và sáng giờ thì vớt cũng rất là nhiều rồi cô chú anh chị, mà cá vẫn còn rất là nhiều như thế này nè. Mỗi một lần vớt vớt của người nông dân nuôi cá ở đây á, là người ta vớt một cái là 4-5 con như vậy đó. Đây cô chú anh chị thấy trắng cả cái ao luôn nè. Em thấy là vớt trước là nó nổi làm sao cô chú anh chị, làm như nó bị còn say á. Là cá nó nhoi lên trắng trắng trắng, phịch lên nó ngộ vậy á. Nè bên đây vớt rồi nè, mà vẫn còn nè, bên mé đó đó. Nó nổi lên trắng luôn nè. Rất là ngộ, hiện tượng này thì chúng ta không thể nào diễn tả nổi ha cô chú anh chị. Và hầu như một cái vuông như thế này hiện tại là em thấy là 4 người vớt nha. Và mỗi lần một cái người vớt như vậy đưa cái vợt lên là khoảng 3-4 con. Đó. Mới bơi lần đó xong cái này phải bơi lại nữa nè. Để vớt nè, nó phịch lên. Rất là ngộ. Em thấy là vớt rất là nhiều rồi đó. Nhưng mà một người vớt có một khu vòng qua vòng lại, vòng qua vòng lại. Đó, chúng ta thấy phịch lên nữa nè. Đó, phía trước là chúng ta thấy phịch lên nhóc chân nè, trắng cả con nước luôn nè. Là người dân ở đây đó, người ta nuôi như thế này là phải khóc gồng luôn khi gặp hoàn cảnh như thế này cô chú anh chị. Và vị trí cái ao này cô chú anh chị không phải là ở xã Cần Đăng nha cô chú anh chị. Cũng cách vị trí xã Cần Đăng khoảng mười mấy cây ha. Thì cũng chung một cái ngọn gió đó đó cô chú anh chị, cũng một luồng sấy đó dẫn đến cá ở đây nó chóng mặt hay gì á, nó chịu không có nổi và nó nổi lên trắng phao cả cái ao như thế này nè, làm cho những người vớt ở đây người ta vớt cũng rất là cực ha. Mỗi lần vớt như vậy một cái vợt á, lên là khoảng 4-5 con hoặc là 3 con 2 con. Đó. Và mỗi một chiếc xuồng á, là người ta để 4 cái xô vậy đó cô chú anh chị. Chừng nào đầy 4 cái xô đó thì người ta sẽ đem lên chạy. Và không biết là cái lượng cá nổi trắng trên mặt ao như thế này thì những cái người mà nuôi cá thiệt hại rất là nhiều. Nhưng mà không biết là sử dụng cái nguồn cá này như thế nào. Không biết là có phải là để bán lại hay là ủ nước mắm gì đó thì nó sẽ có vui lợi ha. Còn nếu không làm được những việc đó thì chắc có lẽ là mất trắng. Vớt trước nổi sao, vớt sao nổi trước nè. Hiện tại phía trước của anh này nổi bèo chứ mà phía sau cũng nổi bèo luôn kìa. Anh phải quay ngược cho lại vớt cái nữa nè. Cô chú anh chị thấy nổi vớt cá không mà cá cũng không sể nữa cô chú anh chị. Vớt trước thì nó sẽ nổi như sau và vớt sau thì nó sẽ nổi như trước. Hiện tượng này thì chủ vuông chỉ có khóc gồng thôi chứ không biết nói chuyện gì thêm. Gặp những cái cảnh như thế này thì chúng ta cũng rất là đau nhói lòng ha, rất tội nghiệp cho những cái hộ làm nghề thủy sản nhưng mà gặp những cái cơn lốc xoáy diễn biến nặng như thế này thì phải bó tay thôi chứ biết làm sao bây giờ. Chắc có lẽ là do cái lượng xoáy nó mạnh đó cô chú anh chị,
dẫn đến là những chú cá chóng mặt quá, không chịu nổi. Đây mấy anh phải vớt như thế này hoài luôn nè, nguyên ngày, chắc nguyên ngày nay luôn quá. Nè phía sau nó ụt chốc chân nữa nè, nó phịch phịch trắng 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 đó cô chú anh chị. À, đây là những chú cá còn chưa phịch lên nè, nó làm như là nó khờ đầu, nó nổi theo phiêu phiêu mặt nước không à. Mà nếu mà chúng ta không vớt á, cô chú anh chị, thì sẽ làm ô nhiễm cái nguồn nước ao, dẫn đến là những chú cá còn lại sẽ không chịu nổi. Cho nên là buộc chủ vuông á, và những người nuôi á, ta phải vớt cho nó sạch cái ao. Mà vớt này cũng chưa rồi đó cô chú anh chị, nhưng mà em thấy chưa đâu vào đâu hết trơn, còn quá trời nhiều luôn, quá xa cá trắng luôn. Đó, quá luôn rồi, kìa nổi bèo luôn rồi cô chú anh chị, hầu như là không thể đếm xẻ luôn, trên mặt nước giờ đây là trắng phao luôn rồi. Đó, uất giật nó cái chục con rồi. Đây nè, đó, ở sau thì nó ngớp ha, ở trước thì ảnh vớt, ở sau thì nó ngớp, ngớp hồi quay ngược lại nữa, nổi tiếp liên tiếp như vậy hoài. Thì sao chịu nổi nè, bên cạnh bên kia kìa, trắng trắng nhóc trên nữa kìa cô chú. Quá tội nghiệp cho người dân luôn rồi. Nhìn cảnh này thì rất là đau lòng ha. Em cũng không biết nói gì thêm hơn. Thì những người mà nuôi cá như thế này á, gặp những hoàn cảnh như thế này thì chỉ biết xử lý thôi, chứ cũng không biết gì thêm. Em thì không có ngành về cái nghề nuôi cá, nhưng em thấy như thế nào thì em quay đi gửi đến cô chú anh chị và các bạn cùng được xem ha. Những cái vuông cá bị thiệt hại do nhiều cái khác nhau, không biết là có phải là mưa bị lừng phèn lên hay không, hay là do gió lốc xoáy khiến cho cá ngợp, em cũng không rành không nha. Và em xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem video của em. Và em xin chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều vui vẻ, và luôn thành công trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Kính chúc cô chú anh chị một cái ngày xem video thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc với người thân nhé.